anh em rảnh tay cho Lộc một like một xe, Lộc lên đề xuất nha. Cá sống là vì nước, Lộc sống là vì nhờ tình thương của mọi người nha. Ai nhớ ai ai yêu thương. À bó phù quá vậy.
Rồi. Ban đầu giả vờ chết ngu một mạng và cái kết. Nice. Nhà thôi, Chow à. Nice. Nice, trở lại ha nào. I'm coming, thách đấu. À, trời ơi. Giá như con Gana này mà xuất hiện tại trận R7 thì sao ta? Giá như con Gana này xuất hiện tại trận R7 thì sao ta? Thay vào vị trí của con Lissandra.